Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Siêu Thử Thách. Thì Đại Nghĩa rất là vinh dự khi được làm vai trò là người dẫn chương trình, đi xuyên suốt cùng với tất cả ban giám khảo cũng như là các bạn thí sinh để mang đến cho quý vị khán giả những câu chuyện thật là đặc biệt, những nhân vật có những cái khả năng kỳ lạ, thậm chí có những cái thử thách mà chúng ta cũng nghĩ rằng là không bao giờ mình có thể vượt qua, nhưng với những nhân vật đặc biệt kỳ lạ đó, họ sẽ chinh phục thử thách để khám phá và vượt qua những cái giới hạn của bản thân mình. Các bạn hãy đón xem chương trình Siêu Thử Thách trên kênh V Channel HTV2.